Vâng, chị Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh em. Tiếp tục về chương trình video thì em lên nhanh bác một số sản phẩm bên em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp báo giá. Đấy, bác nào có nhu cầu hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số em đang ghi ở trên mình nhá. Các bác cứ vui lòng gọi điện trực tiếp để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Đấy thì các bác cứ gọi điện luôn đi cho nó nhanh. Nhiều khi là nhắn tin hoặc là nhắn Zalo thứ là nhiều khi là anh em không chốt không kịp đâu. Thì các bác cứ nên gọi điện chốt luôn cho nó nhanh nhá. Đấy và các bác nên nhớ là xem kỹ video, xem kỹ sản phẩm, giá cả, kích thước rồi là về cái phần sản phẩm, xem kỹ chi tiết về sản phẩm này em giới thiệu rất chi tiết trên video. Đấy các bác cứ xem kỹ và nhớ là cân nhắc kỹ trước khi mua hàng, tránh tình trạng hàng đến nơi không nhận, bảo là không đúng hàng nọ kia. Hàng thì bên em quay nhau là gửi cho bác đúng như thế. Đấy và hóa đơn trên 200 thì sẽ được miễn phí ship, nhận hàng kiểm tra và giao hàng toàn quốc nhá. Hôm nay thì có một cái trường hợp mà có một cái bác khách, bác ấy bảo là nhà em bán hàng không bảo hành. Các bác yên tâm là hàng lỗi thì bên em sẽ có trách nhiệm là đổi trả vào bảo hành, nên là các bác yên tâm nhá. Có vấn đề gì khi mà các bác nhận hàng thì bên trong thùng hàng sẽ có kèm một tờ hóa đơn đúng như trên video em đang quay đây. Đấy, sẽ có là số điện thoại, thông tin này, rồi là địa chỉ các thứ như nào là bên em sẽ quay. Bên em sẽ ghi chi tiết đầy đủ ở trên cái tờ hóa đơn này. Đấy thì các bác có vấn đề khúc mắc gì các bác cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số em đang quay cũng như là em đã ghi sẵn ở trên cái tờ hóa đơn này, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với hai số đấy. Khi nào mà anh em check đơn, có hóa đơn, có đơn ở trên hệ thống nhà em cũng như là các bác phải giữ cái tờ hóa đơn này. Đấy thì nhà em mới có trách nhiệm là bảo hành các thứ cho bác, nên là các bác nhớ là phải giữ lại cái tờ hóa đơn nhá. Đấy. Và khi mà mua hàng bên em là bắt buộc phải có tờ hóa đơn này. Đấy thì bên em phải bảo hành cho bác. Còn không như thế nào mà các bác mà không có cái tờ hóa đơn này mà các bác bà mua ở bên khác nhưng mà các bác lại sang bên em gọi điện rồi bảo là bên em bán hàng không bảo hành, nó rất là mất công nhá. Đấy, vừa đấy con bác mà em bảo là chiều tờ hóa đơn nhưng bác cái chịu, bác bảo không có đây em không bảo hành được. Vì không biết là các bác mua ở bên đâu. Vì cũng có những cái shop khác mà người ta bán hàng giống như em rất là nhiều. Đấy, nhưng em cũng không muốn là giải quyết những khúc mắc cho bác nó cũng rất là khó, thì các bác lưu ý giúp em về cái vấn đề nhá. Đấy thì em có vấn đề gì các bác cứ gọi điện trực tiếp với hai cái số ở trên cái tờ hóa đơn này bên em đã có sẵn mà bỏ trong thùng hàng. Khi mà các bác nhận hàng là các bác cứ nên nhớ là cứ giữ lại trong một cái thời gian ngắn đi. Đấy, giữ lại những cái món nào mà nó có bảo hành thì mình cứ nên giữ lại để sau này khi mình có đối chiếu là nó rất là dễ luôn. Vì có hóa đơn sẵn đây rồi. Đấy là khi mà các bác ví dụ có chụp qua Zalo gửi cho em nói là em có hóa đơn là em sẽ check và sẽ bảo hành đổi trả cho bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Đó rồi, em sẽ ghi sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Đấy, thông cảm với em là hôm nay thì em sẽ có một số cái vấn đề mà em sẽ nêu ý kiến như thế thì các bác lắng nghe. Đấy và cũng như là lưu ý cho em về những cái vấn đề đấy coi nhá. Sản phẩm đầu tiên trong cái video này thì em lên luôn cho bác là cái mã hàng máy bào đá này. Đấy thì đang vào mùa hè rồi, các bác cần những cái con máy bào đá này để mình bào đá. Ví dụ như là các bác có ăn chè, ăn sinh tố này, nó bào đá ra, bào đá vụn ra thì để khi mà các bác sử dụng nó rất là dễ dàng. Đó, rất là tiện nhá, hàng mới nhập luôn, dùng rất là hay và dùng thích lắm. Đó đây, bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay quay này, thì về là các bác tháo cái nắp này ra, sau đó là các bác đẩy cái ốc này lên. Đó đi đây, con này là khâu đồng luôn này, thì các bác lắp cái này vào cho em. Đó, dùng cực kỳ dễ nhá. Lắp cái này vào. Đấy, các bác lắp vào. Đấy, sau đó là bên trong này thì các bác sẽ bỏ đá, thì ở đây nó có một cái lưỡi này. Đấy, có nhìn cái lưỡi không thì các bác bỏ đá trực tiếp đây, sau đó là mình ấn cái này xuống. Ấn cái này xuống và các bác xoay vào cứ cái là cái đế bắt đầu là các bác xoay, các bác quay đá này. Đấy, và đi kèm nữa thì sẽ có cho bác là một cái khay. Một cái khay nhá. Một cái khay này là cái khay để các bác đựng đá. Đấy, khay này là khi mà bào ra thì đá nó sẽ rơi xuống đây. Và một cái hộp nữa. Cái hộp này là cái hộp làm đá. Đấy, hộp làm đá. Thì nếu mà các bác không kịp làm đá ở đây thì mình có thể lấy ở những cái khay đá khác. Còn không thì theo nhà sản xuất thì mình nên làm đá ở đây nhá. Làm đá ở đây thì khi mà các bác cho vào đây này thì nó sẽ vừa hơn. Đấy, cái ưu điểm của nó là cái khay đá này khi mà cho vào đây này, úp vào đây thì nó sẽ vừa với cái khuôn này hơn. Thì sẽ dễ... nó sẽ dễ cho vào hơn. Còn không thì các bác vẫn có thể là cho cái đá này mình vào cũng được. Đấy, tùy nhu cầu. Còn bên nhà sản xuất thì vẫn có tặng kèm nhá. Ở đây thì em sẽ xay test thử bác xem nhá. Đó, xay test thử bác xem, đây đang có ít cái đá này. Đó thì đá ở cái khay đá silicon bên em cũng đang bán nhá. Đấy, bác cứ bỏ đá vào đây thôi. Các bác có tham khảo, các bác cũng có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm khay đá silicon bên em đang bán đây. Cái khay đá này thì cái ưu điểm của nó rất là dễ lấy này, các bác nhìn này. Chỉ cần bóp cái này, bóp vào cái đít nó là nó sẽ đẩy lên nhá. Vì cái phần cái đít của nó là cái silicon, cái phần đáy của nó này. Đáy của nó là cái đáy silicon, là khi mà các bác bóp lấy đá nó rất là dễ này, không như cái khay đá thường là các bác cứ phải đập vỗ mã nó ra, nhưng con này lấy dễ lắm, thì em đang dùng thích lắm. Đây.
Đó đây bác lấy đá này, ấn cái này lên luôn này. Đấy, tiện không? Đây này. Các bác thấy nó nhún nhún này. Đấy, ấn cái nó lên luôn nhá. Rất tiện. Đấy thì bác cho một lượng đá vừa đủ nhá. Đừng có cho đầy quá là các bác không lắp được cái nắp này đâu. Đấy. Sau đó là các bác bỏ vào, sau đó là mình quay. Đấy, quay tay với nhá, quay tay. Vừa quay vừa tập thể dục nhá. Đấy, quay này. Đó, con này vừa quay vừa tập thể dục nhá. Hay phết đấy các bạn. Đó. Các bác cứ đi này, các bác quay đâu. Đó thì nó sẽ bảo ra. Đó. Rồi. Đây nhá, đá ra rất là vụn này. Đấy, để các bác có thể là ví dụ như là ăn chè ăn trước này. Rồi là ăn sinh tố, có thứ là mình cần những cái đá vụn này mình để mình ăn này. Đá to thì đôi khi là ăn nó khó ăn thì mình ăn cái đá vụn như này. Đấy, rất là tiện nhá, nó gọi là máy bào đá. Rất là hay. Đó, rất là dễ dùng thôi, chỉ việc là mở nắp này ra, cho đá vào, sau đó là các bác quay có thế thôi. Vừa tập thể dục mà lại rất là tiện. Không có mất tí điện đóm nào cả, mình dùng tay mình quay thôi. Đấy, nó sẽ quay, cái lưỡi của nó sắc lắm, nó nghiến đá ngọt lừ luôn. Quay nhẹ nhàng tình cảm nhá, quay nhẹ nhàng tình cảm lắm. Đấy. Thực tế về sản phẩm này. Đấy, khay đá đựng đi kèm nhá, nhá. Rồi, thực tế về cái sản phẩm cái máy xay đá này, lên mã này sẽ là máy xay đá. À, máy bào đá đi cho nó dễ không nhá. Máy bào đá này thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá rất là tốt luôn. Máy bào đá này. Giá sẽ là 120k cho một chiếc máy bào đá này. Đấy, sử dụng trong cái mùa hè này rất là tuyệt vời. Đấy, mình có tí kem, tí chè, tí sinh tố thứ rồi. Mình cho vào mình xay rất là tiện nhá. 120k một con máy bào đá này, hàng nguyên hộp luôn. Và cách sử dụng các thứ giờ nó cũng rất là dễ sử dụng các nhá. Đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Mình mới tìm được cái máy xay nước đá bào bằng cơm đã lắm anh em, để vô để cục nước đá vô anh em. Rất là đơn giản luôn. Có một cái mình ghét là nó màu trắng nên nó hơi dơ nha anh em. Rồi mình để cái khay này vô mình hứng nè. Quay ra nước đá bào đã lắm anh em. Đấy, qua đây không? Đấy, thực tế về cái sản phẩm này nha. Thực tế về sản phẩm ấy. Đấy thì về là các bác sử dụng cái con này là các bác về là các bác cũng có thể là bào kem. Đấy, các bác có kem ấy, các bác cho vào đây các bác bào cũng được này. Đấy, kem dạng kem các bác làm ấy. Hoặc là kem các bác có thể làm với khay này. Hoặc là kem đá, dạng kem đá đấy. Mình cho đây mình bào cũng rất là tiện. Nó bào ra vụn vụn ra mình dễ ăn hơn các nhá. Đấy thì cũng vừa giới thiệu luôn cho bác là cái khay đá silicone này. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái sản phẩm khay đá silicone này em cũng giới thiệu luôn. Thì giá hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 20k cho một chiếc khay đá silicone rồi nhá. 20k một chiếc. Đó, giá sẽ là 20k một chiếc khay đá silicone này. Một cái khay đá này sẽ gồm có là 14 viên nhá, 14 viên. Khay thoải mái dùng luôn. Đấy, khay đá silicone này. Giá sẽ là 20k cho chiếc khay đá silicone này, 20k một chiếc này. Cái phần đáy của nó này nó sẽ là dạng silicone nên là khi mà các bác lấy đá rất là dễ, không như dòng khay truyền thống là các bác phải gõ đập. Nhưng con này rất là dễ, các bác chỉ việc là các bác ấn ở cái phần đáy lên cái nó trồn luôn. Giá sẽ là 20k trước các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái mã hộp cơm văn phòng nhá. Lên mã sẽ hộp cơm văn phòng. Cái hộp cơm này thì bữa trước cũng bán rất là nhiều rồi. Nó đi hôm nay hàng mới tiếp tục về này. Nó là dòng hộp cơm văn phòng sử dụng điện 220 nhá. Nó nấu được cả cơm luôn, rất là tiện. Thể tích sẽ là dung tích sẽ là 2 lít. Giá sẽ là 190k. Đợt này thì về lô mới, giá rất là tốt để phục vụ các bác luôn. Hàng của nó thì sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Dùng nó tiện. Các bác đi làm văn phòng, đi làm công trình. Đấy, mình có thể là mang cơm, mang gạo hoặc là mang đồ ăn sống đi cũng được. Có thể nấu chín ngon lành luôn nhá. Ngoài ra thì có chức năng là hâm đồ ăn. Đấy, hâm nóng lại đồ ăn, rất tiện. Đây, đó, hàng nguyên hộp luôn nhá. Ngon lành. Có phần quai sách nhá, có thể sách đi sách lại rất tiện này. Sẽ gồm có là 2 tầng. 2 tầng như này. À 3 tầng, xin lỗi là 3 tầng nhá. À đâu, 22, quên. 2 tầng. 2 tầng thì nó sẽ có là 4 khay. 4 cái khay inox rất là to này. Đấy, 4 khay inox này. 4 khay là đi 500 ml, một khay là 500 ml. Tổng là 4 khay là 2 lít thôi nhá. Tổng 4 khay là 2 lít. Và đây là cái phần đâu rồi? Đó, chút đây. Ở bên trong những cái hộp cơm này thì nó sẽ có dây nguồn này. Đấy. Các bác cứ tìm một trong bốn cái hộp cơm này là nó sẽ có dây nguồn vì nó sẽ để gọn bên trong này để khi mà nó đóng hộp nó dễ hơn. Đấy. Thì về là khi mà nhận hàng các bác nhớ là tìm trong những hộp cơm này nó sẽ có dây nguồn nhá. Thì đây là dây nguồn. Các bác chỉ việc là các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác cho em một ít nước vào đây, cho em một ít nước vào đây. Đấy, cho săn sắp vào. Sau đó khi mà sử dụng là các bác chỉ việc là cho đồ ăn thì vô vào đây.
mình muốn hâm lại hoặc là mình muốn nấu chín cơm cũng ok luôn nhá. Các bác bỏ đây cho em, sau đó là đậy nắp vào này, như bên này thế này, bỏ vào. Và các bác lại cho em cái tầng này lên, tầng này là tầng 2. Ví dụ như cái đồ ăn nào mà nó khó chín, ví dụ như là thịt hoặc là cơm nó khó chín hoặc là nó cần nhiều nhiệt thì các bác nên để tầng dưới. Đấy thì lại cài cái nắp này vào nhá, cài cái khuy này vào này. Và bên trên là ví dụ đồ ăn hâm nóng lại, ví dụ như là rau canh các thứ là mình đã nấu sẵn chẳng hạn rồi này. Đấy thì các bác bỏ đây. Bỏ lên tầng 2 này, sau đó là các bác lại đậy cho em cái nắp này vào. Đấy, thì nó sẽ là dạng truyền nhiệt nhá, khi mà nước nó sẽ bốc hơi lên và nó sẽ đảo nhiệt xuống, đảo nhiệt lên, đảo nhiệt xuống, nó sẽ cuộn vòng tròn. Thì nó sẽ chín rất là đều nhá, chín rất là đều. Đó, và dùng rất là tiện luôn. Có thể là nấu chín cơm coi nhá, nấu chín cơm các thứ giờ nó sôi rất là ác luôn đấy. Bữa trước em quay là sôi rất là ăn luôn. Đấy đây, tổng quan sản phẩm đấy nhá, rất là chất luôn. Mà giá thì chỉ có 190k thôi. Đấy, giá 190k. Giá rất là tốt luôn. Công suất sẽ là 200W nhá. Công suất của nó 200W, công suất lớn luôn đấy. Và dung tích là 2 lít. Hàng loại to, hàng loại lớn nhá. Sử dụng làm văn phòng, đi làm công ty, rồi là làm công, đi làm công trình, công trường. Đấy, rất là tiện, xách đi xách lại nhá. Và có cả phần nấu cơm, hâm nóng lại mình ăn cho nó ngon nhá. Cái công à, cái con này nó có một cái công tắc nữa nhá. Quên ông chỉ bác là cái con này nó có một cái công tắc này. Là khi mà các bác sử dụng là nhớ là giúp em là lúc nào mà dùng là mình bấm công tắc này là nó sẽ lên đèn đỏ nhá. Là bắt đầu nó sẽ bắt đầu là khởi động là nó chạy. Và khi mà nó hết nước là tự động sẽ ngắt nhá. Rất là thông minh luôn. Khi mà tự động nó sẽ hết nước. Và đây, các bác cùng xem thực tế một video test thực tế của sản phẩm này để các bác cùng tham khảo nhá. Nếu như ai đang có ý định mà mua cái hộp cơm giữ nhiệt bằng điện này ấy, thì phải hết sức lưu ý. Bởi vì khi dùng nó quen rồi thì sẽ đến một ngày các bạn không còn nhớ công thức xào rau với cả giấm trứng là cái gì nữa đâu. Ngày hôm nay thì mình có làm một cái thí nghiệm, đó chính là nấu một bữa cơm cho một người ăn bằng chính cái hộp cơm giữ nhiệt này. Ở đây thì mình có nấu cả cơm này, trứng này, rau với cả thịt nữa. Cái này nó có lắp đậy đây nhưng mà nấu cơm nên mình mở ra cho nó nhanh chín. Và tổng thời gian mình nấu là mất khoảng gần 1 tiếng. Sau khi mở ra thì nó ối dồi ôi các bạn ạ. Rau thì mình có đổ nước vào nên nó hơi bị thâm. Trứng thì chín rồi. Có cái cơm này mới bất ngờ này. Mặc dù trong quá trình nấu mình không hề đảo nhưng cơm chín rất đều và ăn không hề bị sống một tí nào nhá. Còn thịt thì chắc chắn là chín rồi, mà có điều là cho ít gia vị qua lên nó hơi nhạt. Cái hộp cơm này mình thấy rất là hay. Hâm nóng lại đồ ăn thì mình không nói, nhưng mà ai lười nấu cơm thì cũng thử nấu kiểu này xem sao nhá. Nếu như ăn nồi cơm tự nấu này thì chắc chắn mấy bạn công sở sẽ thích lắm đây. Mình thì em ăn cơm đi làm ý, mà trời lạnh thế này thì đến trưa là cơm nguội tanh rồi. Em này có tận 4 khay nên mọi người tha hồ mang từ thịt thà, rau củ quả các thứ đi nhá. Tất cả mọi thứ mọi người cần làm đó là để thức ăn sống vào mỗi khay này. Đến khi nào mà ăn thì cho nước vào rồi đậy nắp, cắm điện và bật nút ngồi chờ cơm chín thôi. Tết đèn, sau 40 phút thì em nó nấu xong rồi nhá. Úi giời, hơi nước bay nghi ngút trông ngon chưa kìa. Cơm canh thì chín đều như kiểu ở nhà nấu ý. Thế là từ giờ vừa được ăn cơm nóng lại không phải lỉnh kỉnh sáng dậy nấu nướng mất công. Nồi cơm tự nấu này thì hello, xin chào các bác nha. Ngày hôm nay em xin giới thiệu ngay đến các bác một con hộp cơm điện 2 tầng. Con này thì cực kỳ phù hợp dành cho các bác là dân văn phòng công sở nhé. Các bác ngại ăn cơm hàng cháo chợ vì sợ cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không? Thì đã có ngay cái con hộp cơm điện 2 tầng này ạ. Con này thì có thể vừa hâm nóng thức ăn này hoặc vừa có thể nấu chín thức ăn. Thời gian để hâm nóng là khoảng 15 đến 2 phút, còn để nấu chín thì trong khoảng 45 phút các bác nhé. Sản phẩm thì có dung tích 2 lít mà gồm có 4 khay inox đều có nắp cả các bác ạ. Và cái này nó sẽ tự ngắt khi hết nước nên là cực kỳ an toàn và thông minh. Giá thành sản phẩm lại chưa tới 200k, rất là rẻ thôi. Thì các bác nào quan tâm em nó có thể bê ngay em nó về đội của mình các bác nhé. Đấy, đấy là thực tế về cái sản phẩm, một số cái reviewer người ta đã review thực tế về con sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn. Và giá thành rất là lý, chỉ có 190.000 thôi. Đấy, 190k. Lên mã cho em sẽ là hộp cơm văn phòng nhá. Đấy, hộp cơm văn phòng 190k. Cho các bác tận 4 khay luôn, về là thoải mái dùng. Sử dụng điện 220V. Và nhớ giúp em là khi mà các bác dùng là nhớ là phải cho nước vào đây nhá. Nhớ là phải cho nước vào đây. Là bắt đầu nó mới đun sôi, bằng cái hơi nước là bắt đầu nó bốc lên và nó sẽ làm chín thức ăn. Có thể là nấu chín và hâm nóng đều được nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Giá sẽ 190k nhá, 190k cho một cơm văn phòng nha. Đấy, hàng rất là xịn luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo này bên shop tiếp tục về cái máy hàng, đó là cái máy cái bộ chuyển đổi khoan hành cưa nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ chuyển đổi khoan hành cưa này. Đấy, bộ chuyển đổi khoan hành cưa, hàng mới nộp luôn nhá. Đấy, hàng rất chất lượng luôn. Bộ này thì về nhà bác nào mà có máy khoan rồi thì các bác mua con này về các bác lắp thì nó sẽ thành một cái cưa. Đấy, thành một cái cưa, máy cưa lọng rất là tuyệt nhá. Đây, thì bộ sản phẩm đi kèm sẽ có là cho bác là 3 lưỡi này. Đấy, 3 lưỡi đi kèm. Ba lưỡi đi kèm này, đó rất là tiện luôn nhá. Đi kèm cho bác là sẽ là một cái tay cầm này nữa, thì về các bác xoáy vào đây. Đấy, để cho khi mà sử dụng là các bác có cái tay cầm này các bác xoáy này. Đấy, có cái tay cầm này mình cầm lên nó sẽ chắc chắn hơn. Và đi kèm là 3 cái lưỡi cưa, 3 lưỡi cưa nhá. Đấy, 3 lưỡi cưa đi kèm luôn. Thì lưỡi cưa lắp đặt rất dễ thôi, các bác chỉ việc là cầm vào cái lạnh này các bác kéo này. Đấy, các bác kéo.
Đấy. Là nó bắt đầu nó đẩy ra. Đây nhá, khi thay cưa là các bác kéo lên này. Đấy, cái lẫy nó bắt đầu nó mở ra này thì bắt đầu là các bác cho cái lưỡi cưa này vào. Đấy, cho lưỡi cưa vào. Đấy, cho vào, bắt đầu là các bác đẩy xuống cái nó vào luôn nhá. Thì khi mà con này nó dạng tịnh tiến mà. Đấy, khi mà bắt đầu là các bác quay lưỡi cưa bắt đầu nó tịnh tiến này. Đấy, đây nó tịnh tiến này. Nó tiến lên lùi xuống này. Đấy, thao tác của nó đúng như cái cưa lặng luôn, dùng rất là tiện. Thì về là các bác lắp cái đầu khoan cho em là xong. Đây thực tế sản phẩm này, các bác cùng xem thực tế sản phẩm này đây. Máy khoan cầm tay chả nhẽ chỉ công việc ăn và bắt tháo ít thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cơ cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cơ lọng cơ điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Đó đây không? Cắt rất ngọt nhá. Cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đó, có thể cắt theo các kiểu khác nhau này, uốn lượn các kiểu ngon lành nhá, đúng như cái cưa lọng luôn, rất tuyệt vời, rất là tiện. Đó, thực tế về cái sản phẩm này nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ chuyển đổi khoan hành cưa. Sản phẩm này thì bữa trước bên em đang bán giá 140k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh trả kho luôn. Lên mã em sẽ là bộ khoan thành cưa này. Đấy, giá 140, bên em bán nhanh trả kho luôn, giá chỉ còn có là 100.000 bộ nhá, 100k cho một cái bộ chuyển đổi khoan hành cưa này. Giá rất là hợp lý để các bác dễ mua này. Đấy, 100k sở hữu luôn đây bác, là một cái bộ chuyển đổi khoan này cưa. Đi kèm cho bác là sẽ có 3 lưỡi luôn, về là các bác cứ dùng. Đấy, rất là tiện nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop này tiếp tục về mã hàng, đó là mã hàng đèn tủ. Lên mã em sẽ là mã đèn tủ nhá, báo giá luôn. Đèn tủ này, giá sản phẩm này sẽ là 50k cho một chiếc đèn tủ nhá. Đó, giá sẽ là 50k nhá. À, sản phẩm này rất là thông minh, các bác có thể lắp vào những cái ví dụ như là gầm bàn, gầm tủ, gầm ghế, những cái chỗ cầu thang đường đi lối lại. Nó là dạng đèn cảm biến thông minh. Sử dụng pin nhá. Đấy, sử dụng pin tích điện thì khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đấy, hết pin các bác cắm sạc vào dùng. Đấy, thì đây, nó đã có sẵn cái miếng như này thì về các bác bóc ra sau đó là dán vào và có một cái miếng nam châm nữa để nó hít. Đấy, thì bác có thể là khi mà hết pin này các bác có thể tháo ra để mình có thể là sạc. Đây là cổng sạc của nó nhá. Đây các bác nhìn này, đấy em lấy niết. Đấy, đây là chân sạc thì bác cắm vào đây để các bác sạc pin cho cái đèn này. Đấy, và đây là phần cảm biến này. Thì khi mà có bắt đầu là chuyển động qua thì đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, đèn nó sẽ sáng lên, còn không thì đèn nó sẽ tự động tắt đi. Đó. Con này thì ánh sáng như là ánh sáng màu vàng nhá, ánh sáng màu vàng. Đó. Giá thì sẽ là 50k cho một chiếc đèn tủ nhá. Lên mã sẽ là mã đèn tủ 50k một chiếc này, các bác cùng xem thực tế video này. Đây. Đó. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng, mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc, lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát pin tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó mở cái nó sáng luôn này, rất là tiện này, soi sáng được một cái tủ cho mọi đó, người luôn. Để các bác tiện trong việc lấy quần áo này. Một cái đèn đã được sử dụng. Đấy. Ai mua đồng nam đi. Đây. Đó, đây các bác có thể dán ví dụ như là khu vực bếp này, đêm hôm mình ra này, rồi là gầm giường này. Đấy, cầu thang đường đi lối lại rất tiện nhé. Khi mà có cảm biến chuyển động qua đèn nó sẽ sáng, và hết pin thì các bác lại lấy mang vào các bác sạc, và lúc nào đầy pin thì mình lại tháo ra mình cắm lại quá nhá, rất là tiện luôn. Rồi, 50k cho một chiếc mã đèn tủ quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái mã hàng là bộ bình ba cốc nhá. Lên mã em sẽ là bộ bình ba cốc này. Đấy, bộ sản phẩm này sẽ gồm có cho bác là 3 cốc và đi kèm sẽ có một chiếc bình giữ nhiệt nhé, rất là tiện. Đấy, cho bác nào hay đi cắm trại, đi chơi, đấy, sử dụng hay đi câu cá hoặc là sử dụng ở nhà rất là tiện. Đây, bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một chiếc bình, dung tích của nó sẽ là 500ml, giữ nóng giữ lạnh 12 tiếng nhé. Đi kèm cho bác là sẽ là 3 cái cốc nha. Đấy, 3 cái cốc luôn, rất tiện dụng nha. Đây, 3 cốc nha. Đấy, 3 cốc inox luôn nha, inox 2 lớp nha. Đấy, và một chiếc bình rất là đẹp nha. Đó, bình inox 2 lớp giữ nhiệt ngon lành luôn nha. Đó, đây, bình đây, rất là xịn luôn. Còn đây là phần nắp đậy này. Con này nó có cái phần là phần rót nhanh, là khi mà các bác muốn rót ra nhanh thì bác chỉ việc ấn vào đây, sau đó các bác rót nước ra nhá. Và khi mà các bác dùng xong thì các bác ấn vào là tự động nó sẽ đóng kín lại và bắt đầu nó sẽ giữ nhiệt, rất là tiện luôn. Hàng mới nguyên hộp nha, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng rất là tuyệt vời nhá. Lên mã em sẽ là bộ bình ba cốc này. Đấy, bộ bình ba cốc này hiện tại em đang bán giá sẽ là đi giá của sản phẩm này sẽ là đi 90k một sản phẩm thôi, giá rất là tốt để phục vụ các bác này. Lên mã em sẽ là bình ba cốc. Giá sẽ là 90k cho một cái bộ sản phẩm bình ba cốc này nhá. Sẽ gồm có là một bình ba cốc 90.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái sản phẩm sách nói. Lên mã em sẽ là sách nói thông minh này, sách nói thông minh. Hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 100
20k cho một cái sản phẩm sách nói thông minh này. Thì về là các bác lắp vào. Đấy, các bác lắp pin vào nhá. Tháo pin này ra. Lắp cho em 3 viên pin con thỏ vào và các bác sử dụng thôi. Mua thì chủ yếu mua các con nhà mình về học. Đấy, học tập và biết nhận biết giao diện chữ này, rồi là hình rồi là màu sắc, đồ vật các kiểu nhá. Rất là đa năng luôn. Sản phẩm này thì sẽ có là cả tiếng Anh và cả tiếng Việt. Đấy, thì bác cho con này mình học là cả tiếng Anh, tiếng Việt luôn nhá. Phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho tốt cho con này. Đấy, minh họa sinh động, hứng thú này, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm. Hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này, bảng nhận biết chữ cái hai loại ngôn ngữ luôn nhá, Anh và Việt nhá. Kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng và thực phẩm này, nhận biết màu sắc hình học, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Ở đây sẽ có hướng dẫn sử dụng luôn nhá. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thưởng thức nội dung bất kỳ của trang đó bằng nhận biết chữ và âm đọc tiêu chuẩn của hai loại ngôn ngữ, kiến thức toán học và tên gọi tiêu chuẩn của đồ dùng hàng ngày. Đấy thì sẽ có là hơn 300 nội dung nhá. Đấy thì đây. Khi mà về dùng nó các bấm vào đây. Đấy, bấm vào đây và sau đó là khi mà bấm vào đây sẽ kêu lên tiếng và có luôn là cả chữ, ví dụ như có bấm vào đây nó sẽ kêu lên chữ ớ các thứ này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là sách nói. Sách nói nhá. Sách nói hiện tại em đang bán giá sẽ là đi 120k. Đấy, sách nói. 120k cho một chiếc sách nói nhá, cho một quyển sách nói này, 120k nhá.